Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện Phong Điền. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình là phần tin. Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả và bạn nghe đài bài viết Phong Thu phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả và bạn nghe đài bài viết Điền Hòa hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước hết, mời quý thính giả đón nghe phần tin. Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn, đã có buổi đi kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phân đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính đến ngày 13 tháng 5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 90% mặt bằng, trong đó có 2 trên 4 địa phương là Phong Điền và Phú Lộc đã bàn giao xong mặt bằng đạt 99 đến 100%. Hai địa phương còn lại là Hương Thủy, Hương Trà đã bàn giao trên 82%, còn lại 10% tương ứng với 6,1 km tỉnh sẽ bàn giao trong quý 2 năm 2020. Về tiến độ xây dựng cả khu tái định cư, đến nay đã cơ bản hoàn thành sang nền điện nước 4 trên 9 khu và đã bàn giao đất cho dân, đang triển khai 5 trên 9 khu. Dự kiến trong tháng 5 sẽ bàn giao đất cho dân toàn bộ cả khu tái định cư. Với tiến độ này, kết hợp với việc thực hiện các chế độ chính sách và vận động người dân thì trong tháng 6 sẽ bàn giao hết mặt bằng còn lại, đảm bảo thông tuyến để thi công toàn diện. Và kiểm tra thực tế tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Thừa Thiên Huế hàng tấn một năm. Anh ơi! Hả? Nghe nói giá vé cấp trẻ Bà Nà chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em thôi. Nhà mình đi đây anh! Được đó! Đi cấp trẻ Bà Nà tham quan cầu vàng, làng Pháp, cho con mình vào khu vui chơi nữa. Thích quá! Nhà mình đi thôi anh! Từ nay đến hết 31 tháng 5 năm 2020, Sunco Bà Nà Hills dành tặng chương trình kích cầu giảm 60% giá vé, chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em cho du khách có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Miền Trung Tây Nguyên chờ chi? Bà Nà ngay đi! Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện Phong Điền. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Video AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.